Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì chỉ còn khoảng 20 ngày nữa Tết đúng không? Hơn 20 ngày nữa Tết thì xe Minh về một lô, nguyên một lô luôn. Và xe đây toàn siêu phẩm ở đây, đẹp và gan và giá rẻ. Rồi, đầu tiên là em Su GX150. Em này có bộ độ luôn nha, em này thì chạy được 14.000 cây, em này đang rửa. Đây, quay cho anh em xem. 12.000 cây à, 12.000 cây, 12.000 cây rồi, ok. Em này có bô độ và em này bảo trì bảo dưỡng đầy đủ nha. Em này là bảo dưỡng bên mình nè. Rồi cuối năm mình gạ bán luôn. Đó, bô độ nè. Để anh đề cái tiếng bô độ cho anh em nghe cái. Từng con. Đó, em trai đem cái bô zin vô luôn. Rồi, đưa bô zin luôn. Nè, thấy không? Thực tế, người thật việc thật luôn. Đang quay, anh đang quay clip bán xe luôn. Đang quay rồi, cảm ơn em, cảm ơn nha. Rồi, ok. AB này là xe hồi đó giờ hả? Rồi, ok, cảm ơn em nha. Đó, cái bô zin là để giao qua đâu đó, người thật việc thật. Rồi. Đây, để đây, này xe chưa rửa nha anh em. Đó. Con này thì giá cũng hợp lý thôi nha anh em. Con này là 37 triệu nha anh em, dễ chơi. Còn siêu đồng hồ luôn nè, siêu đồng hồ chưa tháo nè. Đó, siêu đồng hồ chưa tháo. Đó, siêu đồng hồ chưa tháo, anh em giữ về cho mới nha, đi Tết rồi cho. Cho nghe tiếng bộ độ nè anh em. Xe này bảo trì bảo dưỡng hết rồi nha anh em. Cái này có tiêu đúng không? Có tiêu, anh nghe tiếng là anh ra cho mình. Rồi em rửa đây còn gần trời nữa. Rửa đi ba, cho đó rửa đây để khách ta mai người ta qua coi. Rồi em này đồ chơi đầy đủ ha, bô độ rồi gù inox rồi, xe đẹp đó anh em, không có chảy xước gì nhiều đâu nha anh em. Nào, nguyên nhà ốp titan là anh em thấy là nhức nách rồi. Đó, bản này là bản không ABS nha. Rồi bây giờ vô tiếp đây. Bây giờ hay là bây giờ mình quay con R15 35 triệu nữa đi. Rồi ok, con này từ từ nha. Con này là bản su ABS, con này cực đẹp luôn nha. Su ABS, em này là 45 triệu nha anh em. Đó, em này 45 triệu su ABS nha. Em này rất đẹp, có bô độ luôn nha. Bô độ nè, để quay con em này luôn đi. Ốc titan nè. Ốc titan nè. Đó, nguyên vàng titan là tiền không. Rồi, em này chỉ mới đi 5.000 cây thôi nha anh em. Em quay cái đồng hồ nè. Tại nhiều xe quá mình không giữ chìa khóa nên chắc không mở máy được. Đồng hồ titan nè, lên cái ốp titan nè, đây nè, ốp titan. Máy này là tiền không nha anh em. Tiền đó. Rồi cái bô độ rất là đẹp nè. Đồ zin còn đủ nha, lên cái ốp đuôi nữa nè. Đó, bát trắng bùng nè, em này biển số 86 nha anh em. Đó, mấy em này chính chủ luôn, rút hồ sơ hay là ủy quyền đều được nha anh em. Em này rất đẹp ha, quay cho anh em coi thêm em này, đẹp lắm. Lỡ rồi quay luôn. Em quay góc này nè, đó, qua đây, quay góc đó xong qua đây, quay góc này. Đó, con này bản ABS luôn, đi cho nó an toàn nha anh em. Đó, 45 triệu bản ABS. Đó, rất là đẹp, rồi ok, quay vậy là tuyệt vời rồi. Đó, em kia 37, em này 45, rồi vô đây cho anh em coi. Từ từ mình sẽ quay cái siêu phẩm R3 mua lúc tháng 7 2022 nha. R3 2022. Còn cái này mình quay rồi. Rồi thì bây giờ vô cho anh em coi R15 35 triệu. Xe này á 35 triệu bởi vì order nó cũng 35.000 nha anh em nha. Đó, xe màu đen nhám, mẫu 2018. Bên mình là bán là xe order cao là giá cao, xe order thấp là giá thấp, nhưng mà những xe ở đây á mà mình đã kiểm tra và bảo dưỡng hết rồi nha anh em. Đó, order đó. Xe nào cao bán cao, xe nào thấp bán thấp nha anh em. Xe này mới bảo dưỡng là những gì nè. Cặp vỏ này thay thì cũng còn chạy ok nha, vỏ Michelin. Này, bộ nhông sinh dĩ nè. Anh em thấy đẹp không? Đó, bộ nhông sinh dĩ vàng nè. Bên mình trực tiếp hồi xưa là thay cho ảnh luôn đó. Đó, bây giờ có vợ không có thời gian đi. Đó, và bán. Xe này biển 61 Bình Dương nha, 60471 nha anh em. 61H1 60471, anh em nghe rõ nha. Rồi, em này thì có chợ sáng luôn. 35 triệu nhưng mà rất là xịn sò nha anh em. Rồi. Công tắc chợ sáng mở đâu ta? Em biết mở không? Để coi coi. Tại xe này em nãy làm ở nó nằm ngủ nè anh em.
Đó, thì xe nó như vậy nha anh em, nguyên chiếc xe nó như vậy là bán 35 triệu. Xe chính chủ nha anh em. Sang tên hay là cái gì đều được nha anh em nha. Để mình mò cái chợ sáng coi, rồi lát để mò cho anh em coi. Rất là đẹp, xe còn đẹp lắm anh em, không có dập hay ngã té gì đâu nha anh em. Đó. Xe còn đẹp, anh em cứ coi clip đi, ở trong clip sao thì ở ngoài đẹp hơn chứ không có thể xấu hơn được. Rồi anh em coi chưa? Em quay kỹ hết cho anh em chưa? Đó, 35 triệu nha, anh em nào qua thì để cho anh em nha. Rồi ok. Order 35.000, xe này bảo trì bảo dưỡng hết rồi, máy thì ok hết luôn anh em, mình kiểm tra rồi, xe này về chạy thôi. Mấy em này em anh em chạy phải cả 100.000 mới còn làm máy lại nha anh em. Còn anh em phá thì á 5-6.000 là cũng bị hư rồi. Còn xe này người ta bảo dưỡng kỹ đấy, anh thấy không? Nhông sinh dĩ vỏ rồi, còn ok hết là về chỉ dứt thôi, về chỉ giọt thôi. Chất xe nè, rất là đẹp. Màu đen này rất là hiếm nha anh em. Màu đen rất là hiếm. Rồi, tiếp theo mình sẽ quay siêu phẩm nào đây? Ninja 4 hay là R3? Thì R3 này không còn gì để nói nha. R3 này là y như xe mới. Em này là 100 mình bán là 104 triệu nha anh em. Xe mới nha anh em, có sổ bảo hành. Sổ bảo hành luôn nha anh em, còn sổ bảo hành tại nó mới mua lúc tháng 7 2022 thì gồm có sổ bảo hành và bill gọi là cứu hộ, hai cái thẻ cứu hộ. Đây có hai thẻ cứu hộ tại xe mới người ta tặng anh em. Hình như thẻ cứu hộ thì cứu hộ được hai lần đúng không? Mỗi thẻ là cứu hộ miễn phí anh em. Đó, mua ở Yamaha chính hãng ở quận 7 nè anh em. Đó, hai cái thẻ cứu hộ miễn phí. Rồi, được rồi. Rồi, đó để đây luôn ha. Để đây cho khỏi lộn. Anh sẽ để thẻ cứu hộ trong cái này để khách qua mua người ta coi khỏi lộn. Xe bên mình là anh em không có trả giá nha anh em nha. Bên mình là không có trả giá nha anh em. Mình bán đúng giá và giá cực kỳ tốt để anh em dễ chơi, dễ dùng. Chứ anh em qua là họ trả giá là mình không cần trả đâu. Anh em thấy không được thì anh em không mua. Đó, còn bên mình là không có cái việc về việc trả giá. Tại vì bên mình bán xe tốt và xe có bảo trì bảo dưỡng đầy đủ và có sổ bảo hành, anh em thấy không? Thì cần gì trả giá. Em này thì đi được 4.000 cây nha anh em. Mua tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, 11, 12. Được 4 tháng mấy rồi đó. 4 tháng mấy, gần 5 tháng. Thì xe không có chạy xước gì luôn nha anh em. Em có thể quay vòng cho em coi. Xe không có chạy xước gì luôn anh em. Thì xe nguyên zin nha anh em. Mới luôn á. Như xe đập thùng nha anh em. Anh em qua mà thấy cũ thì anh em khỏi cần mua cũng được. Đó, xe biển số 60 thành phố Biên Hòa nha anh em. Thuế 1% nha anh em. Anh em sang tên về đâu cũng dễ. Hoặc là anh em ký ủy quyền đi đều tốt nha. Rất là mới. Rồi. Xong R3 chưa? Anh em coi đã R3 chưa? Coi đã R3 rồi thì sẽ qua thêm một siêu phẩm. Đó là Ninja 400. Cái con xe anh em hằng ao ước. Và cái đồ zin con này rất nhiều luôn. Bây giờ quay đồ zin trước đi. Bật mí quay đồ zin trước cho anh em. Đồ của nó gồm một cây bô zin, cặp kính zin. Đó, cái này của Ninja 4 nha. Còn cái này của Unsu GX mà 45 triệu ABS nè. À, cái đuôi zin, cái đuôi xi nhan á, đuôi xi nhan zin, cái đuôi biển số zin. Oppo. Đó, Oppo. Cái đuôi là cái đuôi zin, cái chó đèn á, cái đèn đây chỉ cho. Nó là cái này nè. Đó, cái đuôi này người ta lên đuôi tích hợp. Để mình mở cho anh em coi tích hợp. Con này cực kỳ nhiều đồ chơi. Và con này mình bán cho anh em giá cực tốt. 102 triệu nha anh em. Anh thấy không? Đuôi tích hợp. Để anh mở bên đây cho dễ thấy. Đó, đuôi tích hợp. Rồi, ok. Đó. Con này á, là chủ trước. Người ta mua lại ở Mắc Mô Tô nha anh em. Đó. Đây con này có cặp đèn chợ sáng rất là đẹp. Đó. Sáng không? Đó. Đồ chơi đầy đủ nha anh em. Con này là chạy 17.000. À, mua cũ ở Mắc Mô Tô.
Đó, chủ xe con này cũng là một người quen của mình, cũng qua bên mình bảo dưỡng, mới bảo dưỡng vừa rồi bảo dưỡng là 4 triệu mấy á, thay nhớt nước mát rồi thay bô thắng rồi thay làm nhiều thứ lắm. Thì đó có chợ sáng chống đổ nè, qua đây quay cây bô độ nữa, xe có nhiều đồ chơi nha anh em, mà giá tốt cho anh em chơi Tết luôn. Đây biển số thì biển số thành phố luôn, cây bô rất là đẹp luôn nha. Đó, cây bô, quay cây bô cho anh em xem. Cặp vỏ mới vô Michelin luôn nha. Michelin thì hàng khá ok nha anh em. Anh em nào chơi xe là biết hàng này khá là ok. Cây bô rất là mới luôn nha. Xe không có chạy, không có đâm đụng té ngã hay chạy xước gì nha anh em nha. Xe rất là đẹp. Đó, hai chìa khóa chủ người ta giữ còn kỹ nè. Cái công tắc rất là xịn ha. Công tắc này thì anh em chơi xe cũng biết là xài ok. Mọi thứ anh em thấy không? Xe mình bán cho anh em là nó phải tốt. Nó phải tuyệt vời. Biển số thành phố nữa, em quay góc này qua cho anh em thấy chỗ đẹp đẹp nè. Đồ chơi nhiều thì đồ zin cũng nhiều, có bô độ đồ sẵn anh em chơi nó dễ, gần Tết rồi giá xe thì nó tốt. Rồi em quay cho anh em, em quay bây giờ chốt lại là quay su nè, em quay từ trước ra sau cho anh em ngắm một vòng nữa. Con su đang rửa, con su này, con R3, con Ninja 4, con R15. Rồi em quay cho anh em coi đi, anh vô anh lấy cái món quà mà tặng Tết cho anh em. Em cứ quay đi. Rồi, anh em cứ xem clip nha. Bây giờ mình có một cái còn vài cái món quà nho nhỏ khi mà anh em mua xe. Rồi. Đó, rồi anh em qua ghé vô đây. Thì nhân dịp kênh mình 500.000 subscribe, kênh YouTuber của Minh Biker đã đạt 500.000 subscribe. Thì Minh mỗi anh em mua xe thì Minh chỉ trong cái dịp này thôi nha, không bao giờ có nữa. Mỗi anh em mua xe sẽ được tặng một cái em nón bảo hiểm như vậy, để chơi Tết và ăn mừng ủng hộ Minh 500.000 subscribe. Khi mà anh em đổi cái nón lên là anh em lại nhớ là hồi đó kênh của mình đạt 500.000 subscribe là mình đã tặng cho anh em những cái món quà này. Đây cái nón xịn nha anh em, giá bán của nó hiện tại là 620.000. Đó, có giá bán niêm yết và đồ hãng đàng hoàng nha anh em. Đó, mỗi chiếc xe, bất kỳ xe nhỏ hay xe lớn mua bên mình hiện tại bây giờ sẽ được tặng một cái em nón như vậy. Quay đi em. Nón này mình tự bỏ tiền túi ra mình mua tặng anh em nha anh em, không bất kỳ một cái hãng nào hay PA nào nha anh em, bỏ tiền túi ra mua tặng anh em. Đó, rồi bất kỳ anh em mua xe nào, xe nhỏ hay xe lớn không phân biệt, trong thời điểm này là mình đều tặng một cái em nón này. Đó, kể mua con su ba mấy triệu hay mua su bốn mấy triệu hay là mua xe BMW 500 mấy triệu, đó thì vẫn tặng một cái nón. Cái này là gọi là ăn mừng 500.000 subscribe. Đó, CBR này mình quay rồi, anh em nào muốn coi thì quay lại coi clip ha. Đó thì đây là những con xe. Đó, su 37, su 45, 104, rất là đẹp. Nên mua con này, xe mới có bảo hành, bảo dưỡng như xe mới, nó ở y như một chiếc xe mới nha anh em. R3 2022. R15 này cũng cực kỳ đáng mua. Đối với số tiền 35 triệu thì anh em không có đủ để mua một cái gì hết. Con này lúc thời điểm mà chủ mua chia sẻ với mình là mua 110 triệu đó anh em, rớt giá, xe mô tô nó rớt giá. Quên cái em này 36 triệu bữa giờ còn nằm đây, em này kén người chơi. Em này đi cực kỳ sướng và nhẹ nha, mình đã đi rồi, em này đi cực kỳ sướng và nhẹ. 36 triệu, em này chưa rô đai xong, mua về là chạy rô đai nữa, đủ ngàn cây là ok, thay nhớt rô đai là chạy bốc nữa. Em này là mới mua được 1 tháng rưỡi. Đó, Ninja 400 này cũng đáng chơi, 102 triệu mà có đầy đủ đồ chơi, mà xe đẹp không chạy xước, không có cái gì hết anh em, nó đẹp tuyệt vời. Đó, có ốc bên năng, đồ chơi đầy đủ rồi. Đó, anh em nào mua liên hệ bên mình á, đối với những con xe đẹp như này nè thì bên mình có hỗ trợ quay đầu luôn. Anh em đi một thời gian anh em muốn úp CC là bên mình hỗ trợ, hoặc anh em muốn bán lại bên mình vẫn có thu lại cho anh em. Tại vì những con xe này đẹp mà không mua thì nó uổng, đúng không anh em? Phải mua, anh em đi mà anh em cảm thấy không hợp anh em cứ quay lại bán lại cho mình. Còn bên mình có nhận bảo trì bảo dưỡng, hiện tại bên mình đang bảo dưỡng một em Ninja 400. Đây, ở đây là xe cũng là một khách đi mua đây nè, mấy anh em coi clip là mấy anh em hiểu nè, một khách đã từng mua xe bên mình nè, gửi xe để bảo dưỡng nè. Đây, xe này là xe bảo dưỡng nè,
Xe này cũng đang bảo dưỡng nè. Xe này là khách người ta lên sẽ mắc cây quá, nó ảnh hưởng tới bình nè. Lên sẽ mắc cây cái chống trộm nó ảnh hưởng tới bình lắm anh em. Nó mau hết bình. Thì bây giờ mình đang kiểm tra. Đây là những xe thực tế mua bên mình và được cái ưu đãi bên mình rất tốt nha anh em. Sau khi có vấn đề gì là bên mình đó, hả, hỗ trợ làm hết, đi thời gian rồi bên mình hỗ trợ bảo dưỡng hết. Và xe này mua ở bên chỗ khác nè, mua bên chỗ khác nhưng mà tại lúc đó mình không có MT15 đó, cho nên là em trai này mua chỗ khác nhưng mà vẫn giữ tình anh em. Anh em qua bảo dưỡng cho anh em luôn. Em này sẽ rửa full và thay nhớt, thay bố, thay lọc, thay nước mát full hết con xe. Đó là hết full con xe và tháo ra rửa hết con xe để cho em trai ăn Tết. Mình quay để cho anh em biết là bên mình làm xe rất là đàng hoàng và cực kỳ rõ ràng với anh em. Bị cái gì thì báo anh em cái đó, không có vẽ vời hay là gì hết. Và mỗi khi làm mình đều chụp hình lại gửi anh em, cho nên anh em có thể theo dõi cái con xe của mình. Và khuyên anh em là phải nên để lại cho mình, để tại vì mình mở ra nó lâu lắm, tốn thời gian lắm. Mở ra rửa ráy rồi tốn thời gian, nên anh em xin anh em cho mình thời gian. Chứ mà anh em mà kêu mình làm liền là mình không có dám nhận. Tại vì anh em thấy trong xe bên mình là làm cho anh em rất là kỹ và rất là nhiều. Đó rồi, anh em nào muốn mua xe thì cứ liên hệ inbox cho mình nha anh em nha. Số điện thoại đây đó, anh em cứ lưu vào số điện thoại. Và anh em muốn coi những mẫu xe mới giờ thì anh em cứ liên hệ cái bay Facebook Minh Biker là có nha anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip rất nhiều. Chúc anh em sẽ có một cái mùa Tết thiệt là ấm no bên gia đình và tràn đầy sức khỏe. Tại vì sao mình chúc anh em sức khỏe? Có sức khỏe thì mình mới làm ra tiền được anh em, mà làm ra tiền được thì mới qua mình mua xe được. Tôi chúc không, tôi chúc anh em khỏe là tôi sẽ được lợi, đúng không? Đó, anh em khỏe là tôi sẽ anh em làm ra tiền. Cái gì ấy? Anh em khỏe là anh em sẽ làm ra tiền, anh em sẽ ghém mình mua xe nè, hiểu không? Đó, hiểu không? Rồi, ok anh em, bye bye anh em. Anh em nào mua xe nào cứ liên hệ cho mình nha. Có xe mình sẽ trực tiếp tư vấn cho anh em liền.